Ôi rồi ôi, mới sớm ra Face Zalo hay là trên TikTok, đau hết đầu mà nhức hết óc, bởi những cái tin xàm xía đâu ra. Xung quanh ta thanh niên hay người già luôn đăng tin một cách vô tội vạ, khắp cộng đồng là tin fake bùa vây. Mọi người ơi, mỗi chúng ta nên nâng cao chọn xe tin tức, không vội vàng tay nhanh hơn mắt, để mọi chuyện phút môn đi xa. Không câu like câu chuyện làm quà, vui vui thôi đừng vui quá đà, không lại lên phường nước trẻ đó nha. Thế nên bây giờ thế nào chúng ta hãy cùng chung sức chung lòng. Ok ok, xe những tin lành, report tin giảm, góp sức đồng lòng mà xã hội văn minh. Dừng xe bậy nha anh chị ơi, dừng lại thôi, dừng lại đi, vì ta nào hay mỗi một tin fake được xe nguy hiểm lắm. Rồi sau từ đây nếu đọc xong hãy lọc tin, cho lọc đi. Nếu cao ý thức, nếu cao ý thức, dựng xây nước nhà, dựng xây nước nhà, thanh niên Bắc Giang gương mẫu đi đầu. Sức mạnh ghê gớm phá toàn.